Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức thực hiện các giải pháp ai ở đâu, ở yên đó kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Hôm qua thì nhiều người dân đã đổ ra đường, tập trung tại các siêu thị để mua hàng hóa. Tuy nhiên thì sau khi thành phố Hồ Chí Minh công bố các phương án đảm bảo cung cấp hàng hóa thì tình hình trong sáng ngày hôm nay, người dân đã bớt tập trung mua hàng thực phẩm tích trữ. Siêu thị Big C trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh khác với hôm qua, hôm nay lượng người đến mua hàng đã giảm hẳn, chỉ chừa cổng nhỏ để một số hộ dân có phiếu đến mua hàng. Đồ đạc trong siêu thị cũng đã dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa. Ghi nhận tại các siêu thị lớn như Starmart, Co-opmart tại quận 10, lượng người đã rất vắng trong sáng nay. Hầu hết người dân đi chợ từ sớm và về sớm. Ở một số siêu thị tại các khu dân cư, chung cư, tại các quận huyện, thành phố Thủ Đức được xác định vùng đỏ, người dân cũng tập trung đi mua hàng hóa thực phẩm. Tuy nhiên thì các siêu thị hạn chế số lượng người vào. Hàng hóa tại các siêu thị cửa hàng thực phẩm vẫn đang rất dồi dào. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi người dân không tập trung đông, đi mua hàng tích trữ sẽ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chuẩn bị sẵn các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, người dân không cần tích trữ. Thành phố cam kết sẽ cung cấp đầy đủ thực phẩm, lương thực cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường. Việc tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19 yêu cầu ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố. Vậy thì ngoài thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch, thì ai sẽ được phép ra đường từ ngày 23 tháng 8? Thành phố đã có những hướng dẫn cụ thể về nhóm công việc được cấp giấy đi đường. Thành phố chỉ cấp giấy đi đường cho các nhóm công việc gồm nhân viên giao hàng được hoạt động trong quận từ thành phố Thủ Đức và các quận huyện 8, quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Ngoài ra, người giao hàng của các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế được ra đường với điều kiện phải đảm bảo thực hiện 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, lực lượng công an quân sự di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát dịch. Lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch như tổ COVID-19 cộng đồng, nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh, người đi cách ly và đi cách ly về. Lực lượng hỗ trợ cứu trợ thuộc điều phối của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh như các bếp ăn từ thiện, lực lượng thiện nguyện. Người làm việc tại các lực lượng thiết yếu về tài chính, ngân hàng, giao thông vận tải, tổ bay của các chuyến bay đã được cấp phép. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị, tuy nhiên phải thực hiện các phương án 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến và không quá 10% trên tổng số nhân viên của một đơn vị. Tất cả phải có mặt tại cơ quan đơn vị trước 0 giờ ngày 23 tháng 8. Nhân viên của các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nhân viên thoát nước, công viên, cây xanh, nhân viên xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa hàng xăng dầu, ga. Nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhân viên các cơ sở sản xuất thực phẩm bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu. Người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định một lần một tuần. Người đi chợ thay đối với vùng cam, vùng đỏ. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài. Nhân viên bưu chính, viễn thông. Người đi tiêm vaccine, đi cấp cứu cần có giấy hẹn hoặc phiếu tiêm ngừa vaccine. Công nhân vệ sinh môi trường đô thị, lực lượng xử lý sự cố điện nước, hệ thống thông tin, công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Người đứng đầu các sở ngành địa phương chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý và gửi về công an thành phố để kiểm tra giám sát.